tình ấy, nó là một trạng thái như thế này này. Cô sẽ giải thích này, tại sao đàn ông đi ngoại tình. Khi đàn ông đi ngoại tình nó không liên quan đến cái sự khốn nạn hay là thiếu đạo đức như chúng ta đã từng nghĩ, mà lại đơn giản anh không được đáp ứng cái nhu cầu mà anh mong muốn. Ví dụ đơn cử như này, bạn đang đói mà cứ ngồi thuyết giảng cho bạn thì có vào đầu được không? Đang đói thì phải nghĩ đến gì? Ăn đã. Bởi vì nó là nhu cầu vật lý nên phải nghĩ đến ăn đã. Cho nên là làm thế nào? Ở khi một người đàn ông đi ngoại tình là người ta đang bị thiếu một cái loại nhu cầu. Bạn tìm xem là nhu cầu đó là nhu cầu gì? Phòng the hay là nhu cầu cảm xúc hay là nhu cầu của sự hòa hợp về mặt vật lý chăng? Nó thiếu cái gì thì mình phải đi tìm cái thứ đấy. Tất nhiên chúng ta không có trách nhiệm phải đi đáp ứng cái nhu cầu của người khác, nhưng để gìn giữ hôn nhân thì ta phải học được một cái là cho đi trước để nhận được sau. Cái việc mà khi có chồng ngoại tình thì chúng ta phải biết lùi lại ra xa để lấy đà tiến lại nhanh hơn. Chúng ta lùi lại để chúng ta nhìn cục diện, chứ không phải là lùi lại để thấy nhục, không phải nhẫn nhịn, không phải chịu đựng gì ở đây cả, mà đơn giản là lùi lại để quan sát, để nhìn rõ cái tổng cục của hôn nhân của mình là cái gì, và anh đang thiếu cái gì, mình đang thiếu cái gì, mình đang cần cái gì, và mình cần sự tiếp nhận từ điều gì từ anh ấy. Thì bây giờ đơn giản là hai người thiếu yêu thương thôi, hai người nghèo yêu thương thôi, và họ đang đi tìm một cái thứ mà mình không có. Thế vậy mình đặt ra câu hỏi tại sao mình không có cái thứ đấy. Mình sẽ nghiên cứu là cái cô gái kia họ có nói được cái sự ngọt ngào, thế còn bạn thì sao? Tại sao tôi không nói được ngọt ngào, không nói được nhẹ nhàng? Hay mình quá tận tụy, mình không có tập trung ngôn từ chăng? Mình không tập trung vào sự lãng mạn nữa. Thì mình xem mình thiếu cái gì. Có khi thông qua người thứ ba, thông qua cái việc chồng ngoại tình, bạn đã nâng cấp giá trị bạn lên, bạn đã trở thành một người một cực kỳ đa dạng và sinh động thì sao? Và có rất nhiều người nhờ có chồng đi ngoại tình mà người con gái đó biết chăm chút bản thân hơn, có đúng không ạ? Biết đi học hơn, biết phát triển cá nhân hơn, tư duy tốt hơn, mở hơn, còn biết kiếm tiền giỏi hơn đấy chứ. Còn trước đó cứ kiểu an phận mà, chả giờ nghĩ đến chuyện là ôi sống như thế này, cứ chồng đẹp là được, con khôn là được, mình ăn mặc gì chả được. Nhưng mà nhầm. Vì cái việc mà anh ta đi ngoại tình là thức tỉnh mình. Mình phải sống yêu bản thân mình. Yêu đây không phải là ích kỷ, là vun vén cho mình tất cả những gì tốt nhất. Là yêu bản thân mình, là nâng cao giá trị bản thân mình. Để làm cho người đàn ông cảm thấy rằng khi anh ấy ra đi, anh ấy phản bội mình, đó là một sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh ấy. Nếu đánh mất một người vợ như bạn, đó là một sự thiệt thòi của anh ấy. Đấy là bạn khẳng định được giá trị như vậy. Còn nếu như bạn nghĩ đến chuyện bỏ anh ta, để bạn thấy rằng ủi một người đàn ông này không xứng đáng, mình đi sống một cuộc đời gì đó đi, nhưng bỏ cũng được, nhưng đằng nào cũng bỏ, nếu bạn quyết định đằng nào cũng bỏ thì hãy bỏ làm sao cho người ta tâm phục khẩu phục, bỏ để cho người ta cảm thấy hối tiếc, chứ không phải bỏ đây người ta thấy rằng ủi mày thế thế này, có đúng hay không? Mình phải ở lại để mình cải tạo chính mình thông qua người đàn ông đó. Các bạn có hiểu điều này không? Cải tạo chính mình thông qua người đàn ông đó. Sau khi mình trở thành một phiên bản tốt rồi mà anh ấy không đón nhận, lúc đấy mình ly hôn đã muộn đâu. Cho nên khi có một người có chồng ngoại tình, hoặc là các bạn muốn có ý niệm của ly hôn ly thân, hãy đi tìm chuyên gia. Hãy cốt trước đã. Hãy thực hành ít nhất 1 năm cho ly hôn vẫn chưa muộn. Cho mình được một cơ hội để trở thành người vợ tử tế. Bởi vì trên thực tế chúng ta cũng chưa phải là phiên bản tốt. Đồng ý chưa tài? Đúng ạ. Mình nói người ta anh cả thế loại thế kia, nhưng cái vấn đề là lời nói nhẹ nhàng đây còn chưa nói được đây. Mình cũng chưa phải là một phiên bản hoàn hảo. Khi muốn người khác chuẩn thì mình cũng phải đúng, nhưng vấn đề là mình sai quá nhiều đi. Thì mình sửa bản thân mình để mình trở thành phiên bản tốt. Thế lúc đấy mình chia tay cũng chưa muộn mà. Là đúng hay sai? Như khi đã chia tay, để làm sao mà con nó phải tâm phục khẩu phục, để có thể giải thích được cho con sau này lớn lớn là mẹ đã nỗ lực như thế nào, mẹ đã như thế nào. Như cuộc tình này cha và mẹ không đồng hành được với nhau vì hết duyên, chứ không còn là, không phải là không còn tôn trọng nhau nữa. Câu chuyện của con là bài học của con. Con có người cha, có người mẹ. Trong cơ thể của con vẫn có huyết của cha, có tinh của mẹ. Có tinh của cha, có huyết của mẹ.
và có những cái gì mà dòng máu trong cơ thể của con là của cha của mẹ cho con, và ông ấy vẫn là cha con và mẹ vẫn là mẹ con. Nhưng câu chuyện của mẹ và cha là câu chuyện của vợ chồng, là bài học của mẹ, không liên quan đến con. Nên các bạn không cắt được cái nghiệp ấy, thì sau này vô tình con nó trở thành gì? Nó lại lấy nguyên bài học của người mẹ đi, nó giải bài tập, nó lại copy lại ý cuộc đời của mẹ, và bạn này lại copy ý cuộc đời của bà ngoại. Thế là ba người giống nhau, xong cùng nuôi nhau đến suốt cuộc đời. Có không? Bà ngoại nuôi mẹ, xong mẹ nuôi con. Thế là ba bên đối tượng là ở chung vào một nhà, không có đàn ông. Và họ bắt đầu thấy nhà này vô phúc. Nhưng mà trên thực tế họ hoàn toàn có thể xoay chuyển được các bạn ạ. Vera anh đã xoay chuyển được đấy. Là Vera anh và người đàn ông này đã là ly hôn rồi. Không còn tha thiết nữa, đến mức độ cảm giác mà sống chung một nhà mà cảm giác là còn phải lé nhau cầu thang các bạn. Không còn cảm xúc nữa, không còn thích nhau nữa. Cảm giác là không muốn đồng hành với nhau nữa. Còn gia đình nhà chồng thì muốn trả về nó sản xuất rồi. Nghĩa là muốn từ bỏ rồi. Còn bố mẹ đẻ thì lại không muốn gặp mặt mình nữa rồi. Và bệnh của mình thì trầm cảm. Nói chung là tất cả mọi thứ nó dồn đến, nó không còn hy vọng nữa. Thế nhưng mà với đại nó giống như một con cá hồi ấy, bơi ngược dòng để đẻ trứng. Bao giờ người ta làm bài tập khó thì giá trị người ta nhận được cao. Cho nên các bạn hãy biết ơn vì các bạn đang gặp sóng gió, đang gặp nghịch cảnh. Bởi vì các bạn lội qua được cái nghịch cảnh này, các bạn sẽ thấy có một chân trời mở rộng với các bạn, có rất nhiều quà, rất nhiều giá trị mà vũ trụ đang gửi đến cho chúng ta. Hãy đón nhận nó. Khi nghịch cảnh đến, nó giống như cuộc đời mà tặng cho bạn như đống phân. Hãy để bón xuống cho gốc rễ và nó sẽ trổ ra quả mới cho mùa sau. Nhưng nếu như cuộc đời mà tặng cho chúng ta những cái bông hoa, hãy cắm vào mình để thưởng thức. Cho nên cuộc đời này không có cái gì là xấu là tốt, đơn giản nó là trải nghiệm. Và bạn muốn trải nghiệm điều gì thì cuộc đời sẽ ban cho bạn những trải nghiệm đó. Và hãy tận cùng với những cái trải nghiệm đó. Chỉ cần quan sát vấn đề của mình thôi. Nếu như bạn đang đau, hãy cảm nhận được cái sự đau đớn của mình ở bên trong cơ thể của mình. Nó đang đau như thế nào? Thì hãy cảm nhận sự đau đớn của nó, đơn giản vậy thôi. Và khi nhận biết được về nỗi đau đó thì mình đi, mình sửa xem làm thế nào để tôi không phải trải qua nỗi đau này nữa. Và Vera anh bắt đầu từ những thứ nho nhỏ như vậy. Và cuộc đời của Vera anh đã thay đổi.